Chào các bác nhá. Em đang ngồi trên một mẫu xe nhá, một mẫu xe mới lên về luôn. Xe đi rất là thích luôn các bạn. Đi rất là đầm, chắc chắn. Xe form dáng đẹp luôn nhá. Thì em sẽ quay chi tiết tổng thành mẫu xe này cho các bác xem nhá. Giá em đưa ra cũng khá là hợp lý thôi nhé. Dạ vâng, sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thành mẫu xe đẹp xuất sắc luôn các nhá, mẫu xe cực kỳ đẹp luôn. Trước mắt các bác là mẫu xe Ford Focus được sản xuất năm 2011, số tự động, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ, động cơ 1.8 các bác nhá, một mẫu xe form dáng hatchback đó, form dáng hatchback. Thứ nhất các bác nhìn vào cái màu sơn của cái mẫu xe đây, nó cực kỳ sang trọng, nó có một cái led sang trọng riêng và form dáng quá đẹp luôn ạ, đúng không ạ? Đó, màu sơn nhìn rất là sang trọng và khỏe khoắn. Form dáng đây, có nhìn thấy form dáng thì có một cái phong cách rất là phong cách Mỹ đúng không ạ? Phong cách Mỹ luôn. Đó, có nhìn đấy. Quá đẹp luôn. Máy lổ cực êm luôn các nhá, keo chỉ là zin cả xe luôn ạ. Thì cái với cái form dáng hatchback như này các nhá, với như tất cả những cái dòng xe khác thì đại đa số người ta sử dụng cái động cơ 2.0, 2.5, 3.0 đổ lên. Đó, nhưng mà đặc biệt cái mẫu xe đây ạ. Đặc biệt cái mẫu xe này chỉ sử dụng động cơ 1.8 thôi các nhá, động cơ 1.8 thôi. Đó, với cái form dáng như này thì quá hợp lý rồi đúng không ạ? Thì nó tiết kiệm nhiên liệu hơn những cái mẫu xe form dáng kia nhá. Đó, động cơ 1.8 thôi. Em cảm thấy là cái mẫu xe này sử dụng cái động cơ này quá là hợp lý luôn. Đó, tiết kiệm nhiên liệu hơn những cái mẫu xe kia. Với cái nữa là cái mẫu xe này thì được trang bị đầy đủ hết các nhá, đầy đủ hết chức năng an toàn. Thứ nhất là trang bị là gương kính chỉnh điện các nhá, túi khí, phanh ABS, la răng đúc. Đó, cảm biến lùi, cam lùi, màn hình âm thanh hay. Đó, chốt cửa tự động luôn, được trang bị thêm cả hai cái màn hình đằng sau nữa các nhá. Tổng là 3 màn hình. Thì mẫu xe này bên em mới lấy về các nhá. Đó. Thì em sẽ quay phần khoang máy động cơ cho các bác nghe và cảm nhận. Máy lổ cực êm luôn các nhá. Sau đây mời các bác của em xem phần nội thất của chiếc xe. Nội thất sang trọng các bác nhìn này. Nội thất sang trọng này. Được phủ một cái ghế da, loại da xịn luôn các nhá. Đó, Ford này các nhìn nhỉ. Đó, Ford Focus 2011. Đời cũng khá là cao. Tất cả đây, phần kính điện đây các nhá, gương điện đây. Keo chỉ là zin cả xe luôn ạ. Keo chỉ zin cả xe các bác nhá. Tất cả phần đánh bấm này các bác nhìn này. Đó, nguyên bản của nhà máy luôn. Keo chỉ zin nhá, nên em không cần phải quay keo chỉ nhá các bác nhá. Đây tất cả đây, phần táp lô đây ạ. Táp ly bên này đây. Phần táp lô các bác nhìn này, khá sạch đẹp này. Đó, cảm biến lùi đây, các bác nhìn này. Đó. Đây phần táp lô đây, các bác nhìn khỏi phải bàn rồi, quá đẹp luôn. Các bác xem đây ạ. Phần vô lăng này, vô lăng còn khá mới này. Các bác nhìn này. Vô lăng này quá đẹp luôn. Các bác nhá, vô lăng đây. Không phải chê rồi. Tất cả những từ phần lốm này rất là mới này. Các bác nhìn này. Tất cả những phần hóc cửa nguyên bản hết này. Đó, quá đẹp luôn ạ. Phải đánh giá là cái mẫu xe này đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Táp ly đây. Các bác xem hàng ghế thứ hai này. Quá đẹp luôn ạ. Đây em bỏ cái túi lên cho bác xem nhá. Quá đẹp luôn.
Tất cả đằng sau đây các nhìn đây. Đằng sau đây tất cả là lỉ này, nguyên bản này. Các bác nhá. Thì để tay đầy đủ các nhá. Táp ly cửa đây ạ. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh nhá và ấn thông báo để có thể xem những cái mẫu xe mới nhất mà bên em cập nhật vào nhá. Thì mẫu xe này bên em bán mức giá là chỉ có 272 triệu thôi các nhá, một cái giá là cũng vô cùng hợp lý. 272 triệu. Vậy các bác quan tâm có thể liên hệ cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 các nhá. Bên em chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc các nhá. Đây các bác xem từ phần đèn đây ạ. Phần đèn đây rất là mới, có cả gạt mưa đằng sau này. Cảm biến lùi đây các bác nhìn này, cảm biến lùi đây. Đây ạ, cảm biến lùi đây ạ. Kết hợp luôn cả cảm biến lùi bên dưới, các xin lỗi nhá. Đây là cam lùi ạ, cam lùi. Kết hợp luôn cả cảm biến lùi bên dưới. Đó. Cốp đằng sau cũng mở bằng điện luôn các nhá, các bác chỉ cần ấn một nút thôi. Đó. Tự nó lên đấy, lên rồi các nhá. Sau đây mà bác em xem phần cốp ở đồ đằng sau nhá. Cốp ở đồ đằng sau đây ạ, quá là rộng rãi luôn các nhá. Cực kỳ rộng rãi luôn. Tất cả đây. Các bác nhìn đây, quá là sạch luôn. Và tất cả phần dây điện này đây các nhá, đây là cái phần người ta đấu thêm các nhá, để người ta đấu loa các nhá, người ta đấu loa. Đó, nên là các bác yêu âm nhạc, đó, yêu âm thanh thì có về mình làm cái loa mình cắm vào là xong các nhá, đã có dây sẵn rồi. Rất là hay luôn ạ. Đây tất cả đây các bác nhìn đây. Quá đẹp luôn. Bên trên này lỉ liếc này. Tất cả phần nhựa còn rất là mới này, các bác nhìn này. Quá mới luôn, đúng không ạ? Bên dưới thì các bác khỏi bàn luôn rồi nhá, các bác nhìn đây ạ. Nó còn mới leng keng luôn, lốp dự phòng đây. Và tất cả đây phần tôn vỏ thì lói không bị mục ngọt các bác nhá. Lói không bị mục ngọt luôn ạ, tất cả là nguyên bản, chưa sơn lại luôn các bác nhá. Và chưa sơn lại một tí nào luôn. Đó, các bác nhìn đây, quá sang trọng luôn. Từ phần lốp dự phòng đây các bác nhìn có một cái led riêng đúng không ạ? Cái phần cốp rổ đây để đồ đằng sau các bác nhìn đây, cái cốp cũng có cái led sang trọng riêng đúng không ạ? Các bác nhìn đây, quá đẹp luôn. Đây đằng sau có hai màn hình thôi nhá. Đây ạ. Đây màn hình đây, em lấy đây vào. Đây bác xem. Em lổ máy cho bác xem nhá. À thế thì dòng này thì là phải mở capo trước các nhá. Đó, mở capo bằng chìa khóa luôn ạ. Em phải mở capo xong thì em bắt đầu em mới lổ máy được. Cũng mở chìa khóa luôn các nhá. Đây. Đang một tay quay video cầm rất là khó mở các bác. Đây bác xem này. Các bác xem này, đang mở đây, em đang cầm thì điện thoại nó rất là khó mở luôn. Sử dụng hai tay cơ. Đây các bác chờ em tí. Các bác nhìn chưa? Đó, đây các bác nhé, cái dòng này thì nó mở khóa bằng cái cốp, cái khoang máy mở bằng cái khóa luôn. Đây để anh mở em cái máy nhé. Đây để em mở máy nhá. Một tay mở rất là khó. Đây bảo anh mở cái được rồi. Rồi em lổ máy luôn. Đây các bác xem. Đó phần máy đây. Các bác nhá, lên là đây thì khóa đây các nhá. Khi nào các bác mở cốp là các bác bảo thì khóa luôn. Đó em tư vấn luôn các bác lúc nào là mua cái mẫu xe này là biết mở luôn rồi nhá. Đây. Thì tất cả những mẫu xe khác thì đúng không ạ? Thì họ có mở khóa trong này đúng không ạ? Người ta mở trong xe luôn. Nhưng mẫu xe này nó có một cái led riêng luôn. Rồi, sau đây em lổ máy luôn cho bác xem nhá. Máy lổ cực êm luôn. Quá xuất sắc luôn. Đây em cho bác xem cái phần màn hình đằng sau này, tất cả là âm thanh hay này. Cái màn hình này. Đó. Cái màn hình nói chung là em chưa kiểm tra kỹ đâu nhá, không biết nó còn hoạt động không. Các bác nếu mà có muốn sử dụng cái màn hình này nó
ok hơn, nhưng mà thì là trên kia cũng có màn hình rồi nhá. Đó, mình muốn sử dụng thêm cái màn hình này thì cái này thì em có thể xem lại cho các bác nhá, tại vì là cái màn hình em chưa để ý. Vâng, mời các bác em xem phần khoang máy động cơ nhá. Máy lổ êm này các bác này. Đó, máy lổ cực êm luôn. Các bác xem xe nó còn mới lắm ạ. Đây các bác xem. Em phần máy này em chưa lau nhá. Về nó là như thế này rồi các nhá. Về nó đẹp như này rồi. Đó, đây các bác xem. Tất cả đây, những phần bụi bẩn này nó còn bám này. Đó, chỉ cần lau qua thôi. Đấy. Sau đây ấy các bác ấy thì em sẽ lau qua là ok thôi. Đấy, vứt bẩn bẩn này còn nguyên này. Đó. Máy nó lổ thì thầm mùa xuân luôn. Các bác nhá. Xe là zin hết các nhá. Xe là zin hết luôn ạ. Các bác xem này, zin hết này. Quá mới luôn, còn rất là mới luôn các nhá. Máy thì lổ êm. Em hạ capo xuống nhá. Đó. Rất là êm luôn. Dạ vâng, đó là tổng thành xe Ford Cut. Một lần nữa Mi Ô Tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại bác video lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.